ngày 19 tháng 6, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 112 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh cách ly ngày, 109 ca trong nước, 109 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Long An, Hòa Bình, Nghệ An, Lào Cai, Hà Nội, trong đó 91 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, Việt Nam đã vượt mốc 10.000 ca mắc COVID-19, trong đó 3 tỉnh thành có số lượng bệnh nhân cao nhất là Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giai đoạn dịch có số lượng bệnh nhân mới tăng nhanh nhất từ trước đến nay. Kỷ lục là ngày 17 tháng 6, nước ta có thêm hơn 500 ca mắc. Được biết, tính đến nay, Việt Nam có hơn 11.300 ca mắc và hệ thống điều trị đang đáp ứng hiệu quả. Số bệnh nhân được chữa khỏi là hơn 4.500 và chỉ có 61 trường hợp tử vong, chiếm khoảng 0,54% tổng số ca mắc, tỷ lệ thấp hơn rất nhiều nước trên thế giới.